Câu hỏi đặt ra là tại sao doanh nghiệp nào cũng cần phải lên báo cáo tài chính? Đó là điều tối thiểu cần thiết và quan trọng nhất trong hoạt động kế toán. Mục đích cuối cùng sau khi hạch toán, phân bổ các chi phí, cân đối các số liệu để kế toán lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh, phản ánh được tình hình tài chính và nguồn vốn của doanh nghiệp mạnh hay yếu. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn đúc kết được những kinh nghiệm, kiểm tra cân đối và phân tích được từng số liệu trên bảng cân đối tài khoản, hoàn thiện được báo cáo tài chính, tổng hợp, cân đối, điều chỉnh các phát sinh có lợi cho doanh nghiệp, tự tin công tác thanh tra quyết toán thuế, các số liệu và thủ thuật xử lý các rủi ro trong quá trình lên báo cáo tài chính, hiểu rõ được thực trạng tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định quản lý. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học. Sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản, đối chiếu các số liệu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, kiểm tra lại số lượng tồn kho, kiểm tra đối chiếu công cụ dụng cụ và khấu hao tài sản cố định, kiểm tra lại các chỉ tiêu về giá thành, giá vốn, rà soát lại toàn bộ các hồ sơ liên quan đến các hợp đồng mua bán và hồ sơ liên quan đến người lao động. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, hướng dẫn cho chúng ta cách nhặt các số liệu từ bảng cân đối tài khoản để lên được một báo cáo tài chính và hướng dẫn đọc hiểu các chỉ tiêu trên bộ báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp, thuyết minh báo cáo tài chính. Và các công việc sau khi lập báo cáo tài chính, hướng dẫn nộp các tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các biện pháp phòng và xử lý các trường hợp sai sót trên báo cáo trước khi nộp và sau khi nộp, cách in các sổ sách để phục vụ cho thanh tra quyết toán thuế và lưu giữ hồ sơ trong công ty, hướng dẫn đọc và phân tích các số liệu cho nhà quản trị. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán thực hành báo cáo tài chính. Với các khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được làm trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com. Các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online. Đây là giáo trình online, khóa học kế toán tổng hợp làm báo cáo tài chính. Và trong giáo trình online này sẽ được chia làm các phần. Mỗi phần sẽ là các chứng từ hóa đơn, và trong các chứng từ hóa đơn đó sẽ là các video hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học kế toán thực hành báo cáo tài chính bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.